tôi cảm động quá trời. Lần đầu tiên tôi thấy hình của tôi trên con heo. Ui, đẹp quá. Ông ba tà sư có câu mà tặng heo tặng ví á là phải bỏ tiền vào trong. Dạ. Các bạn cứ xếp hàng vô đây, anh Long bỏ tiền giùm cho. Anh chú vô trong rồi anh bỏ cho. Dạ bây giờ luôn anh ơi, có gì lên hình luôn cho đẹp. Dạ đúng rồi. Để ra anh cho em 5-7 nghìn gì đúng không? Được, đúng rồi. Dạ, chúc anh năm mới phát tài phát lộc. Đây. Anh ơi, mình đếm số người mà mình tặng tiền nha. À, anh rất là thương em. Dạ. Vì vậy cho em là phải bộ là chị luôn. Trời ơi. Trời ơi là trời. Em cảm ơn anh Long. Em 20 rồi thôi chị, dạ một xì luôn anh. Dạ. Em chưa có gia đình. Đây em 20 lại một mình, còn dạ tới 4 người lận. À đây nè, đây em là cái người mà tôi rất là ái mộ nè. Đó. 2 xì luôn. Tại sao anh bỏ vô nhiều như vậy? Tại sao? Tại vì Harry và Trấn Thành không bao giờ biết để dành tiền. Có bao nhiêu xài bấy nhiêu. Dạ đúng rồi anh ơi. Mua dầu thơm nè, mua đồ thì người quá. Mình phải biết để dành để dụng. Nói chung là cái tiền đang cấp độ. Bên đây 20 lên 100, 2 xỉ này chắc 5 xỉ quá. Xuống lại xỉ rồi. Em ơi, dạ, anh muốn tặng cho em lắm. Dạ. Nhưng mà cái lỗ nhỏ quá nhé không được. Nghiêng qua đây nè anh, nghiêng lại đây nè anh. Nhét được không? Đó. Dạ, cảm ơn anh. Và cái người cuối cùng đó là tôi. Tôi tự thưởng tôi 5 xỉ. 5 xỉ. Hy vọng rằng từ giờ cho tới năm 2020 thì những cái con heo này nó sẽ đầy ắp, để chúng ta không phải là chúng ta đập ra mà chúng ta để dành dụng cho con cháu sau này. Dạ, cảm ơn. Chúc cho em năm sau có baby. Dạ. Đẹp quá. Ủa mà sao em không có cái con heo nào vậy Giang? Ở nhà có con heo rồi anh ơi. Anh Giang đâu có cơ hội để bỏ tiền vô con heo đâu anh. Thưa quý vị, người ta nói là ông trời ông luôn mở ra mọi cánh cửa cho con người khi mình gặp hoạn nạn. Và trời xanh có mắt, từ nãy giờ Trường Giang cũng chưa bao giờ đòi chị xong làm heo cho em. Nếu người thường sẽ hỏi ổ heo tụi đâu, mà Trường Giang nghĩ là không, nếu chị thích thì chị mới làm, còn chị không thích chị không làm. Đây, rõ ràng chị đã làm một con heo rất đẹp luôn. Đây anh Long thấy không, rất đẹp luôn. Đây anh Long thấy không, anh Long nhìn nè, nè nè, đặc biệt nè, hình hai chồng có đứa con úp mặt vô. Ai cưng à. Nói chung gia đình em cũng xin đội ơn anh Long. Gì vậy? Nghi lễ cuối cùng. Lỡ rồi, hôm nay lỡ rồi. Tay anh Long, để em cầm nhìn cho. Để em cầm nhìn cho, anh không bỏ thì. Để cầm nhìn cho. Để cầm nhìn cho anh Long quá à. Ê, coi chừng ảnh kiếm cái bố anh đập con heo. Bậy ơi, không được đâu, khó lắm. Anh kêu đó kìa. Khó lắm. Giang ơi, anh nói thật với em. Những gì mà anh làm, anh đều muốn đem lại niềm vui hạnh phúc cho tất cả mọi người. Con em và vợ em sẽ vui lắm. Có là em vui, không cần giá trị cao. Cuộc đời bao nhiêu cũng được. Sao còn 500 đồng vậy nè? Hết 100, 200 rồi. Nhưng mà thưa quý vị, là cái con heo nó đẹp như thế này thì cái tờ tiền nó phải có cái màu sắc. Đây màu xanh. Đau đớn quá, để em quỳ chung nha. Ôi lòng tôi nghe đau xót biết bao nhiêu, vì lòng tôi đã làm nên một chuyện vô cùng. Chim con heo đất i o i o. Ngày hôm nay em vui lắm, cầm heo trên tay em ngắm i o i o. Heo không cần ăn cơm, heo không đòi ăn cám, heo chỉ cần em bé trên tay âu Em không thèm mua game, em không thèm mua bánh, em để dành cho heo, em lì xì heo đất 200 mỗi ngày. Em con heo đất i o i o, làm sao cho heo mau lớn, làm sao cho heo mau lớn.
mời các bạn dừng chân tại đó. Chúng ta không nên di chuyển đâu hết. Trên đây có nhiều vật dễ đổ vỡ. Dạ. Và nếu đổ vỡ hết cái bàn này thì đêm hôm nay cô chỉ khỏi lãnh lương. Dạ, dạ, dạ. Nên cứ ngồi im. Đây, chúng tôi sẽ đi tìm hình ảnh. Đây, Kim Thương Kiệt. Mời. Ồ. Cảm ơn, cảm ơn. Sao nhìn mặt giống anh Lý Hải vậy? Xin cảm ơn em. Đây, Tặng Thiên Ngân. Dễ thương họp, dễ sao họp. Ủa sao mặt tròn dữ vậy em? Đây, còn ai nữa? Quách Phú Thành và Harry Potter. Quách Phú Thành. Ôi đẹp quá. Mà Harry Potter là ở nhà có nickname là bé heo luôn nha mọi người. Đây, Lâm Vĩ Dạ. Chúng tôi với anh Đạt rồi luôn rồi chị. Rồi, cảm ơn các bạn. Đây, nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long. Wow. Ôi đẹp quá. Ôi đẹp ghê, đẹp ghê. Kim Tuyến lấp lánh lắm kìa. Wow. Bên đây là hình hai vợ chồng mình luôn. Wow. Wow. Quá đẹp. Đem về nhà hàng lời bao nhiêu để dưới đây, mai mốt con lớn lên cho con. Đẹp sao? Quá à. Trời ơi, tôi cảm động quá trời. Lần đầu tiên tôi thấy hình của tôi trên con heo. Ui, đẹp quá. Ông ba tà sư của câu mà tặng heo tặng ví á là phải bỏ tiền vào trong. Dạ. Các bạn cứ xếp hàng vô đây, anh Long bỏ tiền giùm cho. Yeah. Yeah. Anh chú vô trong rồi anh bỏ cho. Dạ, bây giờ luôn anh ơi, có gì lên hình luôn cho đẹp. Hình dạ, đúng rồi. Dạ. Để ra anh cho em 5-7 nghìn gì đó cũng được, đúng rồi. Dạ, chúc anh năm mới phát tài phát lộc. Đây, 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 đây. Anh ơi, mình đếm số người mà mình tặng tiền nha. À, anh rất là thương em. Dạ. Vì vậy cho em là phải bộ là... chị luôn, trời ơi. Trời ơi là trời. Em 20 rồi thôi chị, dạo một xì lên anh. Dạ. Em chưa có gia đình. Đây em 20 lại một mình, còn dạ tới 4 người lận. À đây nè, đây em là cái người mà tôi rất đi. Là ái mộ nè. Đó. Hai xì luôn. Tại sao anh bỏ vô nhiều như vậy? Tại sao? Tại vì Harry và Trấn Thành không bao giờ biết để dành tiền. Có bao nhiêu xài bấy nhiêu. Dạ, vậy đúng rồi anh ơi. Mua dầu thơm nè, mua đồ thì người quá. Mình phải biết để dành để dụng. Nói chung là cái tiền đang cấp độ. Bên đi 20 lên 100, 2 xỉ này chắc 5 xỉ quá. Ờ đây. Xuống lại xỉ rồi. Em ơi. Dạ. Anh muốn tặng cho em lắm. Dạ. Nhưng mà cái lỗ nhỏ quá nhé không được. Nghiêng qua đây nè anh. Nghiêng lại đây nè anh. Nhét được không? Đó. Dạ. Cảm ơn anh. Và cái người cuối cùng đó là tôi. Tôi tự thưởng tôi 5 xỉ. 5 xỉ. Hy vọng rằng từ giờ cho tới năm 2020 thì những cái con heo này nó sẽ đầy ắp, để chúng ta không phải là chúng ta đập ra mà chúng ta để dành dụng cho con cháu sau này. Dạ, cảm ơn. Chúc cho em năm sau có baby. Dạ. Đẹp quá. Ủa mà sao không có cái con heo nào vậy Giang? Ở nhà có con heo rồi anh ơi. Anh Giang đâu có cơ hội để bỏ tiền vô con heo đâu anh. Thưa quý vị, trong lúc nghệ sĩ của chúng tôi vui đùa với những con heo đất, họ trò chuyện với những heo đất thì bên đây vẫn có một người cầm cụi làm từ nãy tới giờ không nói tiếng nào. Chị có thể giới thiệu lại được không ạ? À? Chị tên là gì và công việc này là mình truyền từ đời nào qua đời nào? Dạ, mình tên là Thanh Thảo. Mình cái công việc này thì mình yêu thích từ nhỏ. Sinh ra thì mình đã tiếp xúc với heo đất rồi rất là lâu. Lâu, mình nói lâu được rồi chứ mình đừng nói đời nào. Ông kêu từ lâu cũng biết. Ông ghê lắm. Dạ, từ khi sinh ra là heo đất đã đối với mình là rất là thân thuộc. Dạ. Từ những cái heo đất mà đơn giản là truyền thống á. Mình suy nghĩ là nó rất là đơn giản. Mọi người có thể là ra chợ vẫn mua được. Nhưng mà khi những con heo mà mình sáng tác như vậy á thì mọi người sẽ quý trọng hơn. Dạ, tức là vẽ bằng tay thì nó giá trị nó cao hơn nhiều. Dạ, chị đúng hả? Đúng rồi. Tại một con em làm rất là lâu. Như giống cái con này thì em vẽ khoảng là 2-3 ngày mới xong một con. Còn những cái con nghệ sĩ mà có hình nghệ sĩ thì chị vẽ bao nhiêu lâu? Dạ tại em mến mộ chương trình nên với lại em thấy có mấy cái nghệ sĩ mà em mến mộ á, em tranh thủ em vẽ thường thường chân dung em vẽ ít nhất là phải là 3 tuần. 3 tuần chị mới vẽ được một con như vậy. Trời ơi em ơi, anh nói thiệt em trời, anh cảm động quá trời. Khoan, bây giờ chị, cái con đó là chị vẽ cho ai hay là vẽ cho chị? Con bự nhất á. Dạ em vẽ cho chương trình. Bây giờ chương trình sẽ tặng lại cái đó cho chị luôn. Có cái logo để làm kỷ niệm với chương trình được không? Dạ được. Và chị lại chị đứng kế bên con heo đó, là coi như là heo của chị. Anh Long sẽ có một cái chút tặng vào con heo đó chứ. Xin mời chị. Trời ơi, thương anh Long lắm anh Long. Tại vì anh đã tặng hết nhiều, cho ăn nhiều con heo rồi, con em phải cho ăn chứ. Đây là người mà tạo ra con heo cho anh đó. Em ơi, anh nói thật với em,
tất cả những tác phẩm của em làm anh rất là trân trọng. Anh sẽ thay mặt cho chương trình, không phải đây là bỏ vào đây bao nhiêu cả. Được, 1 triệu 2 triệu đâu có lạ vấn đề gì đâu. Nhưng mà anh sẽ thay mặt cho chương trình để bỏ vào đây, chúc cho em luôn thành công. Và anh chỉ muốn em cho anh một câu tâm sự thôi. Có phải là cái nghề này của em nó đã có lâu và ngày xưa ông bà rồi ba mẹ truyền lại cho em có đúng không? Dạ cũng lâu lắm rồi anh ơi. Lâu lắm, dạ, rất là lâu, từ khi em sinh ra tới giờ. Em xin cắt lời anh Long cái thông tin chị sẽ đưa đến cho anh. Nó nhiều ít tùy vào giá trị anh nhét vào đây. Anh muốn hỏi em một lần nữa là cái lò của mình nó nằm ở đâu? Bình Dương anh. Rồi. Dạ ở Bình Dương. Dạ Bình Dương. Anh cho vô đây đi. Kính thưa quý vị, kính thưa tất cả quý vị khán giả đang xem đài truyền hình, kính thưa ban tổ chức cũng như là kính thưa giám đốc chương trình, hôm nay mặc dù tôi này, em nhát giùm cho, em nhát giùm cho. Này có bao nhiêu đâu mà bỏ đã. Tôi đi vợ tôi cho tôi có 1.2 triệu. Nãy giờ hết triệu rồi. Cho cái đẹp 200 ngàn. Tôi bỏ hết 1.1 triệu. Bỏ cho anh. Còn sót lại 100 ngàn hôm qua nó thành 1.3 triệu. Rồi bỏ vô. Giờ còn 200. Rồi bỏ vô rồi. Em ơi không phải là giá trị đồng tiền nha. Đúng, quan trọng là cái món quà tình nghĩa thôi. Anh xin thay mặt cho chương trình gửi gắm một chút tình cảm của anh cho em. Đúng rồi. Để cho em có thể nào em phát triển cái ngành nghề này. Đúng rồi, được rồi, hiểu mà. Anh hy vọng rằng anh hy vọng rằng những gì mà anh bỏ vào đây. Đừng có nhét ra đó, rồi vô 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 vô. Anh đau lòng một đi không trở lại. Rồi mọi chuyện ra. Một ngày mình bán được bao nhiêu con? Dạ nếu mà mình theo truyền thống bổ sĩ chắc cái ngàn con. Thường là bổ sĩ ở Mã Lai, ở Campuchia, ở Thái Lan. Còn mấy hàng người thuộc của em thì khách đặt em mới vậy. Ví dụ như mình vẽ một cái con như vậy đi thì mình bán được nhiêu tiền? 100 con cỏ như thì một con 100 ngàn. Dạ không, mấy chục ngàn. Mấy chục ngàn à? Còn phải nhiều hơn nữa thì lại giảm hơn nữa. Quan trọng con. Quan trọng là cái hình vẽ lên nó phức tạp như thế nào nữa. Dạ đúng rồi. Nói chung là ngày hôm nay cảm ơn chị rất là nhiều đến với chương trình mang tới nhiều một quà. Chị còn có điều gì muốn nói hả? Con heo đặc biệt em dành tặng riêng cho anh. À anh Giang có heo có tiền nha. Anh Long tới đây. Tới đây là nhân sống rồi. Không đứng đây, đứng đây. Thưa quý vị, người ta nói là ông trời ông luôn mở ra mọi cánh cửa cho con người khi mình gặp hoạn nạn. Và trời xanh có mắt, từ nãy giờ Trường Giang cũng chưa bao giờ đòi chị xong làm heo cho em. Nếu người thường sẽ hỏi ổ heo tụi đâu, mà Trường Giang nghĩ là không, nếu chị thích thì chị mới làm, còn chị không thích chị không làm. Đây rõ ràng chị đã làm một con heo rất đẹp luôn. Đây anh Long thấy không, rất đẹp luôn. Đây anh Long thấy không, anh Long nhìn nè, nè nè, đặc biệt nè, hình hai chồng có đứa con úp mặt vô. Ai cưng à. Nói chung gia đình em cũng xin đội ơn anh Long. Gì vậy? Nghi lễ cuối cùng. Lỡ rồi, hôm nay lỡ rồi. Tay anh Long, để em cầm nhìn cho. Để em cầm nhìn cho, anh có bỏ thì. Để cầm nhìn cho. Để cầm nhìn cho anh Long quá à. Ai có chừng ảnh kiếm cái bố anh đập con heo. Bậy ơi, bậy ơi. Kiều đó kìa. Khó lắm. Anh kiều đó kìa. Khó lắm. Giang ơi, anh nói thật với em, những gì mà anh làm anh đều muốn đem lại niềm vui hạnh phúc cho tất cả mọi người. Con em và vợ em sẽ vui lắm. Có là em vui, không cần giá trị cao. Cuộc đời bao nhiêu cũng được. Sao còn 500 không vậy nè? Hết 100 rồi. Nhưng mà thưa quý vị, là cái con heo nó đẹp như thế này thì cái tờ tiền nó phải có cái màu sắc. Đây màu xanh. Đau đớn quá, để em quỳ chung nha. Ôi lòng tôi nghe đau xót biết bao nhiêu, vì lòng tôi đã làm nên một chuyện vô cùng. Xin cảm ơn. Dạ cảm ơn em rất là nhiều. Và hy vọng rằng là cái lò của em càng ngày càng phát triển. Còn mà mai mốt đừng bao giờ em... À khoan, em... khoan à, hả gì nữa. Đây,
chính là heo chị ấy dành tặng cho khán giả. Tôi đi về. Nói chơi thôi chứ. Ngày hôm nay đối với Long đó là một cái niềm vui rồi. Các em vui, khán giả vui là anh Long vui rồi. Chứ tiền bạc thì nó chỉ là vật ngoài thân đúng không anh? Tiền bạc là vật ngoài thân. Chắc sao chương trình này anh Long sẽ rất là thù heo anh ạ. Đúng vậy. Bây giờ xin hỏi các đồng chí quay phim, các bạn quay phim có muốn được anh Long tặng heo không? Ai muốn thì gật cái máy này 2, 3. Lát nữa sẽ có. Cảm ơn chị. Cảm ơn chị rất là nhiều. Những món quà thật là dễ thương. Ai là số 1 20 giờ Chủ nhật trên kênh HTV2 V Channel.